Tụi mày lấy đi làm gì vậy? Đi chơi. Tụi mày đi đâu? Đi chơi với bạn. Bạn nào bạn trai đúng không? Chứ ai? Chết, tao biết cái biết bảo mày coi nè. Quýnh mày nát xương. Hồi giờ mấy mẹ chơi game đó. Mấy mình lớn đó, mình chơi mình. Thí ơi, Băng ơi. Nè nè nè. Làm gì vậy? Mình hỏi. Chơi game á mẹ. Chơi game đúng không? Có không? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Mẹ cấm con chơi game bữa giờ. Thường. Bình thường vậy. Đưa đây. Đưa đây. Bây giờ đưa không? Không, không đưa là ăn đòn. Không. Lấy cái cây cho mẹ Băng. Đưa không? Không. Đưa đây. Đẹp. Nó bắt cấp nó chơi với trai rồi mẹ. Cái gì? Nó bắt cấp nó chơi với trai gì đó. Mới nói nó xong. Không. Con gái con đứa bây giờ này, bây giờ này mấy giờ mà đòi đi chơi? Mười lớn tuổi mà đòi có bạn trai rồi đó. Con trai đầu nó gọn. Mẹ cấm nha không? Chiều giờ là ở nhà không biết phụ cha phụ mẹ vậy chơi mà tối ngày lên đi chơi là sao? Đi chơi với ngàn chắc luôn. Phải không? Có không? Từ nay nha, cấm không có cho ra khỏi cửa đi chơi. Đúng đúng. Thằng Hí là không có được đụng vô điện thoại của mẹ chị em. Hai anh em ở nhà nè, phụ cha phụ mẹ nấu cơm nấu nước. Còn không ở nhà hai anh em tự chơi với nhau. Không có được đi chơi. Nhẹ chứ. Bây giờ cãi không? Hả? Hay là muốn cuốn gói thằng khỏi nhà? Muốn không? Hay là ăn củ chỏi? Ăn không? Không. Mẹ nói rồi đó nha. Rồi. Biết chưa? Con không biết dạ. Dạ. Con cái người ta thấy mắt ham, con cái người ta nói ra tiếng nào là dạ, con cái nhà này á nói ra cái biết rồi. Ừ. Bả ổng ai đẻ tụi bay không biết à. Nó lần được rồi, đi đi. Nó lần gì? Đi đâu? Hả? Đó nhà đẻ ra hả? Cũng không biết đau vậy. Đẻ làm gì? Mà tao biết gì hồi xưa tao đẻ là tao đẻ xa xa xíu, đẻ gì mà gần có năm một là đẻ ra hai đứa. Nói ra không bao giờ biết dạ thưa toàn là ừ. Ổng bả trời cha mẹ nó không đó trời, nó hoài luôn đâu anh. Ở nhà đó nha, biết rồi, ngon mà đi ra đường hai đứa, ngon mà đi ra đường tới số với tao liền. Nghe rồi nha. Mẹ he mình ngựa ngựa đi mình xong rồi đó. Tao biết bả rồi. Băng lấy cho mẹ cái cây chọi lông gà coi. Trời ơi trời, tao sơn sức tao để ở nhà cái bắt đầu là chụp vô liền ha. Nha nha, tới công chuyện nha. Bỏ đâu đang hỏi vừa lòng sao chơi về trời. Biết hỏi chứ. Ủa gì vậy? Dạ. Làm gì hai đứa buồn heo vậy? Mẹ cho đi chơi đâu? Mẹ không cho con chơi game nữa chứ, cấm con ở nhà nữa gì đó. Trời ơi, có mấy cái đó mà suy nghĩ cho nhiều vậy trời. Đó giờ chưa trải nghiệm luôn, chưa biết gì luôn. Chú cách nào cho con chơi game? Bây giờ muốn đi chơi không? Muốn. Muốn chơi game không? Muốn. Muốn đúng không? Dạ. Phải làm theo cách của chú. Dạ. Nè, nói cho nghe. Cái đó ổn chú? Trời ơi trời, chú từng làm với mẹ chú rồi. Bả lao ta. Trời ơi, mày đừng có lo, mày làm đi. Cái cách đó là cách là ok luôn. 100% là ok. Bây giờ cứ làm cái cách đó chú, chịu không? Muốn đi chơi, muốn chơi game thì phải rồi, chịu. Rồi nha. Dạ. Làm cho được, rồi có gì báo cho chú biết tin vui nha. Ok ok. Ok không? Rồi, cảm ơn làm chú. Đi gian chú đi. Rồi. Đi mày. Đi đồ. Không có con nào chứ trời. Kiếm thì tao cũng sợ sâu lắm, nó gọi tao mất tay rồi đó. Kiếm đi trời. Kiếm mày không có là sao vậy trời? Ở đây có thằng con nè. Bự không? Cũng được. Thôi được rồi, đi khỏe lắm. Đi. Mẹ. Gì vậy? Đã dặn không có cho đi chơi đi đâu vậy? Bây giờ mẹ có cho con chơi game không? Cho con đi chơi. Trời ơi, con ăn đang hầm mặt gấu ở đâu mà tự nhiên con về cái đi. Mẹ cho con chơi game, mẹ cho con đi chơi. Tụi bay cha, tụi bay mẹ tao hả? Giờ con hỏi mẹ lần cuối đó. Gì? Có hai sự lựa chọn. Gì? Mày làm sao mày làm đi. Rồi tụi bay làm gì? Một là cho con đi. Tính phản là gì? Chắc chưa? Trời ơi, ngon đi thử thôi, chỏ lông gà vô đít chứ đi mà ngon. Chưa, chắc sợ. Mẹ nó sâu nè. Cái gì? Ê, không giỡn nha. Ê, không có giỡn nha. Thôi đi chơi ha. Không có giỡn à. Mẹ. Ê, không có giỡn. Ê, không có giỡn. Ổng với tao hả? Ôi trời ơi. Giờ mẹ con mày làm gì? Ê, ngoài. 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 Ngoài.
ơi, cái gì vậy? Cái vụ gì vậy? Cười lên ngoài, ngoài cười chưa? Đứng lại chưa? Hai đứa nhỏ đứng lại chưa? Đứng lại chưa mẹ chưa? Đứng lại! Cái con kia nó làm cái gì vậy? Mấy má! Cái gì vậy? Ai biết? Cái con kia nó rượt hai đứa nhỏ làm cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Còn giờ sao? Con xin lỗi. Con chạy nữa hết. Dạ không? Hả? Nói nãy còn đi chơi nữa hết. Dạ không? Thằng này còn chơi game nữa hết. Ai xúi? Ai xúi cái trò nhát sâu cho mẹ? Chú Khanh. Chú Khanh hả? Dạ. Trời đất ơi. Chiều nay nhịn ăn cơm nha. Quỳ gói. Mẹ phạt. Chạy cầu cùng làng cuối sớm hết trơn, không biết mang nhục với người ta. Thợ là trời nghĩ sao vậy? Con sâu mẹ còn ăn nó được mà con. Sao nghĩ sao mà mẹ sợ chi? Mẹ sao giả bộ cho tụi bé vui đó. Trời ơi. Còn thằng Khanh nữa, chiều nay là tới xuống rồi. Thằng ông nói là nào mà là xong qua báo ông tin vui. Qua báo tin vui đúng không? Rồi để hỏi nó đi ngang đây rồi con nói là tin vui nha. Quá trời hai tụi bay rồi. Ham đi chơi lắm, ham chơi game lắm. Tối ngày ba cái chuyện tốt không học đâu, học ba cái chuyện gì đâu, nghĩ sao đem về mà nhát mẹ mấy cái đó hả? Trời ơi tụi bay là con không sợ đứa chi con đó. Con bận nó quá à. Ê! Con cầm nó bận quá. Hai anh em bị tội hết á. Con sợ sâu. Sợ cái gì? Hả? Sợ sao cầm được. Quá trời hai anh em bay. Quỳ ra ở đây nha. Nha. Đứa nào mà ngon đứng dậy đi một cái là chiều nay này ăn 30 coi. Quá trời quá đất rồi. Tôi để cái cây đó đó. Vô quỳ lên chưa? Cái gì đâu? Cười không? Vui lắm hả? Mẹ ơi! Cái gì? Em ai chơi game? Game gì? Mẹ chứ hỏi mày à? Tao nhớ tao dẹp cho tủ rồi mà. Hả? Con chạy tủ. Thánh thần ơi là trời. Thấy rồi. Dừa lắm. Ôi ôi là trời. Cưng tụi bay ghiếc tụi bay lần hả? Ôi giời. Nực quá trời. Rồi hồi đó chú Khanh báo à, đi chơi cái này giờ nó đã gì đâu. Ê, mặt tươi rồi, vui rồi, vui rồi, vui rồi. Trời ơi, sao lại được không? Phải không? Cái cách kiểu làm hay không? Chắc chắn được rồi. Trời ơi, thấy mặt tươi cười quá trời. Vui không? Thấy không? Chắc chú làm hay không? Ngược, mẹ ngược quá trời luôn. Chạy có mấy vòng à? Chạy quá trời chạy luôn. Chạy đâu? Cầm sâu ngược quá, còn có ngược lắm đó nè. Cho Quy ra. Ủa, bảo không sợ sao hả? Không có sợ đâu. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết. Tất cả là lần chú đời của phụ huynh của chú á, nó khác với đời phụ huynh của con. Đời của chú bao lâu rồi? Từ mười mấy chục năm trước rồi. Ừ. Trời với cô chị. Ê, cô chết. Cái đời phụ huynh của chú khác của con ha. Đúng rồi. Mày tối số mày tao dám mày hàng nhỏ hả? Xong chú Khanh. Cái gì nữa trời. Trời ơi trời. Mẹ mày giỡn hai đứa con giờ giỡn với thằng này nữa rồi. Trời ơi trời. Mẹ là làm gì bữa nay rảnh mà chạy ham gì trời. Chứ chạy gượt nữa ta.